Chào mừng trở lại với channel của mình là Ryan Lê. Và hôm nay trở lại video cực kỳ hấp dẫn, đó chính là hướng dẫn môn bạn, hướng dẫn các bạn môn phái Thí Yên Đao. Một môn phái hiện tại đang rất là hot trở lại sau khi cái phiên bản cái chiêu 9x vừa ra. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em về cái cách tăng kỹ năng cũng như tiềm năng và khảm đá xài đồng hành của môn phái Thí Yên Đao nha. Thì hiện tại rất nhiều server anh em đang chơi tiêu dao quá nhiều, thì anh em lựa chọn môn phái Thí Yên Đao sẽ là lựa chọn rất là ngon. Khi mà những server các bạn đã có mục tịch cao thì Thí Yên Đao sẽ là lựa chọn khá là tốt để các bạn có thể giành được top 1 ở trong những cái giải liên đấu này, cũng như giải tống kia. Vào video là phút quảng cáo của mình, là bên mình có bán thẻ xin chiết khấu từ 7 đến 9%, và bên mình up event hoàn trả full mốc chỉ với 1560, thì anh em sẽ lên được hoàn trả full này, lên được kiếm tôm này, và anh em sẽ nhận thêm kim bảo khuyến mãi từ mình nữa, sẽ là 1k7. Và nếu anh em cần đúc khí linh cũng như là bán khí linh set 10 tới set 18 thì mình sẽ nhận giao dịch Bắc Trung Nam, cũng như là các dịch vụ trung gian động tinh, thì anh em cứ liên hệ mình nha. Và đừng quên like, subscribe kênh của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào phân tích cho anh em về cái bộ kill nha. Thì mình xin cảm ơn thiếu gia cũng rất là chịu chi này, cũng như rất là ảnh rất là thoải mái cho mình bộ ngạc để làm những cái video đấy nha mọi người nha. Thì bây giờ mình sẽ vào bên map Khổng Tức Hà đi. Đây, qua Tương Dương mình là qua Khổng Tức Hà đi để mình có thể làm cho anh em những cái video đó. Khổng Tức Hà. Đầu tiên vô Khổng Tức Hà rồi, đầu tiên mình sẽ cho anh em xem sơ về cái bộ kill của Thí Yên Đao. Thì anh em đã biết Thí Yên Đao là vừa đánh vừa tàng hình, sức mạnh là khi mà hết tàng hình nó sẽ được bộc phá sức mạnh nha. Thì bây giờ mình sẽ coi bộ kill. Đầu tiên sẽ là kill thứ nhất là băng tung phô ảnh. Thì đao pháp Thí Yên phóng ra 3 tia băng sát thương cao tấn công địch trên đường thẳng. Thì cái chiêu này sát thương hơi thấp, nó sẽ 33%, thủy công là 105, nhưng mà đồng thời thi triển băng tung vô ảnh sát thương sẽ là 58%. Thì bây giờ mình sẽ ra coi chiêu này anh em nha, ra coi chiêu đã. Đây, đánh thường cái 1 2 1 2, nó sẽ có 3 lần đam anh em. Đây, 3 lần đam, 1 2, đây 3 lần đam nha. Bính thử vô cái anh kia cái 1 2 2 lần đam anh em, mình lộn nha, 2 lần đam, 2 lần hay 3 lần đam nhỉ? 3 lần đam nhỉ? 3 lần đam anh em, 1 2 3, 3 lần đam, 4 lần đam chứ. Ủa sao kỳ vậy? Sao mỗi lần nó nhảy kỳ vậy ta? 4 lần đam này. 1 2 3 4. Phải rồi, 1 2 3 4, 4 lần đam qua đốt lửa luôn. Nhận được đương trang bị luôn, giết ông kia. Sorry bạn nha, mình không có ý nha. Ok, 4 lần đam nha. Thì bây giờ tiếp tục chiêu số 1, chiêu số 2. Tiếp tục chiêu số 2 đó chính là chiêu tương tư, nghe giống như một cái yêu đương anh em. Thì chiêu này tâm pháp, bản thân tăng tấn công, chí mạng, sát thương chí mạng. Khi dùng không bị mất ưỡn thân, là chiêu này khi anh em tăng lên ấy, nó sẽ không mất ưỡn thân nhưng mà thời gian duy trì rất là thấp. Thì chiêu này anh em nên dùng khi mà anh em sắp đánh đối thủ ấy thì anh em búp lên. Thì chiêu này nên tăng mát sau hai cái chiêu kia cho mình nha. Đây, anh em búp lên thôi, chiêu này cũng gì anh em búp lên, tăng chí mạng, tấn công cũng khá là ngon luôn. Thì chiêu này phải tăng cao lên, tại vì chí mạng càng cao thì anh em mới nổ được đối phương nha. Tiếp tục là chiêu ngự tuyết ẩn. Thì chiêu này là chiêu tàng hình của Thí Yên, đơn giản thôi. Thì khi ẩn thân các bạn sẽ có kháng chí mạng lên tới 11.000. Thì nên là bây giờ búp cái chiêu lên mà anh em cho quýnh chúng mình đi thì mình cũng chả sợ chết anh em. Giả sử như mà búp chiêu lên mà bị những cái phái dùng ram ấy quýnh từ lưa từ la, anh em cũng không sợ chết. Đây, búp lên thì kháng chí mạng các bạn này nó sẽ lên tới cộng tới 11.000 trong vòng 25 giây, nhưng mà delay nó chớ có 10 giây thôi. Thì khi quýnh anh em sức chiêu ấy, nó sẽ mất cái vụ kháng chí mạng nha anh em, cho anh em nha. Nhưng mà nó sẽ có những cái trạng thái khác như là hóa giải miễn dịch, là khi anh em quýnh chiêu này anh em sẽ không bị khống chế nha. Thì chiêu này anh em tăng mát. Tiếp tục là chiêu thứ ba là chiêu Dạ Lai Tây Phong. Thì chiêu đao pháp Thúy Yên phóng một màn xương xung quanh bản thân, bản thân trong phạm vi màn xương tăng tốc độ chạy phải né tránh, địch trong phạm vi màn xương giảm tốc độ chạy không thể dùng kinh công. Thì cái chiêu này khi mà anh em tăng này thì nó sẽ tăng tốc độ chạy né tránh cho anh em duy trì 1 x 6 giây, đồng thời thi triển Dạ Lai Phong sát thương cơ bản, tốc độ chạy này
né tránh, tỷ lệ cắm kinh công khá là nhiều luôn, càng tăng nó càng cắm nhiều nha, ngon nha. Vậy anh em chơi chiêu này để cắm kinh công cũng được nha. Thì nếu mà vậy thì chiêu ngự tứ cận anh em tăng một tuần thôi nha, đúng không nhỉ? Tăng một tuần thôi, tăng max 3 và 2 đi. Nếu mà tăng ngự tứ cận một tuần thì nó có bị ảnh hưởng bởi những chiêu chi không, thì lát nữa anh em sẽ cùng mình coi nha. Này chiêu dạ lai tây phong, mình sẽ cho anh em thử chiêu dạ lai tây phong đây, đứng trong vòng sáng này này, anh em sẽ búp cái này, búp liên tục cái này luôn, tốc độ trại né tránh khá là ngon luôn. Tiếp tục là chiêu cuối mục dã lưu linh, thì đao pháp Thiên Yên phóng ra 5 tia băng sát thương cao tấn công địch xuyên xuyên địch trên đường thẳng nha. Sát thương cơ bản của chiêu này khi ở tối đa sẽ là 252%, này là 252 nha, chứ mà nếu mà cao nữa là hơi bị khủng luôn ấy. 252 cao nữa hơi bị khủng luôn. Giờ phóng ra cái này, đây phóng ra cái ông thì chết luôn, 1 2 3 xuyên kinh quá, cũng ngon đấy anh em. Tiếp tục là bây giờ mình sẽ qua tới cái bộ kêu, rồi mình qua tới tâm pháp đi. Tâm pháp đầu tiên thì đao pháp Thúy Yên tăng những cái chính xác tấn công cũng giống như những phái khác rồi. Cái chiêu thứ hai là lưu phong hồi tuyết, chiêu này tăng chính xác sát thương chí mạng, thì chiêu này tăng một tầng thôi nha, mình tăng lại lắc tăng lại chiêu này một tầng thôi. Cái chiêu thứ ba là huyền băng phô tức, chiêu này giảm xuống thì gây đóng băng, cái chiêu này dành cho những ai mà không phải top ấy thì nên tăng chiêu này để cho tránh cái việc bạn bị sốc đam nha. Còn nếu mà top thì chiêu này nó cũng không có đáng để tăng nha. Tiếp tục là chiêu băng cơ ngọc cốt, chiêu này phải mát tăng cho nên bỏ né sát thương chí mạng, tỷ lệ làm chậm, tỷ lệ kháng bỏng. Cái chiêu tiếp tục là thiên lý băng phong sẽ tăng cho anh em kháng chí mạng, tấn công, thời gian nằm chặn, kháng bỏng, mát luôn. Chiêu 8x sẽ là chiêu phong hoa tuyết nguyệt, chiêu này sẽ kháng thời gian tê liệt, hỗn loạn, ngon. Chiêu này quá ngon luôn. Thì tấn công trúng mục tiêu sẽ trừ cái thời gian kích hoạt tương tư 1,2 giây, quá là ngon luôn. Và cái chiêu 9x mới ra là chiêu quy khứ lai hề. Cái chiêu này đọc nghe giống như vui vui nha anh em. Thì chiêu này sẽ tăng khả năng tấn công của bản thân là bỏ kháng tất cả cộng 2.800, bỏ né 7.2, bỏ qua tỷ lệ né hoàn toàn tấn công ngoại 27%, tấn công trúng mục tiêu có thể kích hoạt 20% tỷ lệ gây đóng băng. Trời, quýnh người ta đóng băng ai chơi lại. Ôi ngon quá nha, có nghĩa là khi mà tấn công trúng mục tiêu ấy thì anh em có thể kích hoạt cái việc mà mục tiêu bị đóng băng nữa. Thì anh em nghĩ là cái chiêu này đóng băng thôi, nó không có tác dụng gì, nhưng mà rất là ngon nha. Những cái chiêu mà thật sự anh em chưa có thấy những cái gọi là Fido BK Trung Quốc, những cái chiêu mà đóng băng hay là lóc lên cái côn lông kiếm ở bên BK rất là khủng. Tại vì lóc lên cái, giả sử như nha, khi mà đáp xuống một cái là tất cả combo đều dồn vào đó thì anh em đỡ không kịp luôn, nó rất là ngon luôn em. Nên là anh em chưa thấy cái việc này, nhưng mà sau này mình nghĩ cái việc áp dụng những cái quân bài này trong cái việc giải đấu ấy nó sẽ rất là nhiều. Những nhạc như cung lông kiếm này có những chiêu lắp với anh em thì anh em áp dụng rất là nhiều Mình nha. sẽ qua tới cái phần mình sẽ qua tới phần bực tịch nha, mình sẽ qua bực tịch sơ đi. Thì tăng cái chiêu đánh thường khỏi phải nói rồi. Bực tịch trung sẽ tăng tăng tâm pháp Thúy Yên, tăng né tránh khi gây chí mạng sẽ giảm kháng mục tiêu, ngon nha. Có nghĩa là khi anh em tấn công chí mạng nó sẽ giảm kháng, chiêu này rất là ngon luôn. Đồng thời thi triển thêm mấy cái khóa dịch và miễn dịch trạng thái tê liệt này anh em. Với chiêu cuối cùng sẽ tâm pháp Thúy Yên tăng tấn công khi gây trọng thương người chơi sẽ ẩn thần trong thời gian, đây rất là ngon luôn. Bởi vậy mình nói là những anh em nào mà từ 9x trở lên nên nên chơi, tại vì khi mà tấn công ấy nó sẽ có ẩn thân này. Khi đánh trọng thương có nghĩa là đánh đối phương bị ngã ngựa ấy, bị chết anh em, thì anh em sẽ được cái kích hoạt cái hàng nguyệt tỏa uyên này, mỗi 2 giây tự động thi triển ẩn thân, duy trì 2 giây thời gian, duy trì thời gian chờ 15 giây, cũng ngon đấy anh em nha. Bây giờ mình sẽ qua tới cái phần hướng dẫn mọi người về vị khảm. Vị khảm thì mình hướng dẫn nhiều rồi nha, thì mình cũng nói sơ luôn vị khảm. Bây giờ thì anh em thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tới cái phần khảm nha anh em. Thì khảm ở đây đầu tiên em nhìn thấy cho mình là vũ khí, thì anh em sẽ khảm cho mình là full sức mạnh một viên huyết đả sát thương. Thứ hai là anh em sẽ khảm cho mình là về cái nón sẽ khảm full chí mạng cho mình, hoặc là anh em có những cái đá nạp nạp gói này thì anh em đá hai dòng nó sẽ ngon hơn. Tiếp tục bao tay sẽ đặt khảm cho mình full sát thương chí mạng, về cái dây chuyền sẽ là full kháng chí mạng,
Về cái áo thì anh em sẽ full cho mình thổ công ngoại, một cái phiên thu nhỏ sát thương nha anh em. Một cái phiên thu nhỏ sát thương. Tiếp tục là về cái nhẫn sẽ là full sát thương chí mạng cho mình. Về cái yên đai sẽ là full kháng chí mạng. Về cái bội sẽ là full chí mạng cho mình. Về cái đôi dài thì anh em thấy khảm mộc công ngoại ấy, anh em thấy khảm mộc công ngoại, nhưng mà đa số bây giờ đôi dài và cái hộ tân phù ấy thì đa số 10 người thì hết 9 người thì đều khảm miễn sát thương chí mạng nha. Đôi dài và hộ tân phù bây giờ đa số ai cũng đều khảm miễn sát thương chí mạng nha anh em. Nên em lưu ý khúc này cho mình. Thì nếu được thì anh em khảm miễn sát thương thôi. Tại vì mình thấy có rất nhiều anh em đá miễn sát thương mắc quá nên anh em sẽ khảm những cái phiên công ấy, thì anh em nên khảm miễn sát thương chí mạng, nó sẽ có tác dụng rất là nhiều. Hành. Về đồng hành thì ở đây anh em sẽ chơi những con bet. Đa số mình đã có ri ở trong cái màn hình bên cho anh em ấy, thì sẽ có hai loại đồng hành cho anh em, là một đồng hành có điều kiện cho những người chơi thì anh em sẽ chơi cho mình là nạp lăng chân này, yến tiểu lâu, chứng phái và thiên thiên. Nhưng mà đa số bây giờ 10 người thì 9 người người ta sẽ xài thiên thiên, không xài chứng phái. Thì tiếp tục với con thứ tư thì sẽ là hồ càng hoặc hồ khôn. Thì nếu như mà anh em đi theo hướng miễn sát thương chí mạng ở quan ngũ hành ấn này, ở đồ này, ở chân nguyên và ở đồng hành ấy, thì anh em sẽ xài cho mình là hồ khôn luôn. Còn nếu anh em đi theo hướng kháng chí mạng thì anh em xài hồ càng. Nhưng mà đa số bây giờ anh em chơi hồ khôn rất là nhiều nha. Tiếp tục là cái phần tiếp theo là nạp ít. Thì nạp ít anh em có thể xài cơ quan cự lan này, người tiết núi, thiên thiên, chứng phái. Hoặc là anh em có thể xài cơ quan cự lan, phỏ sư mã bang là để tăng kháng chí mạng, hoặc tùy mọi người nha. Thì nạp ít dành cho những anh em nào mà tùy. Nhưng mà đa số anh em chơi thì nên cố gắng đồng hành ấy, là nên tập trung nạp vô, nạp nhiều. Tại vì anh em chơi những cái con nạp ít ấy thì khi mà lên cao nó sẽ không có kỹ năng thức tỉnh, tại vì kỹ năng thức tỉnh nó sẽ yêu cầu từ tím trở lên. Thì những con nạp lan, những cái con như mà cơ quan cự lan đây, mình kéo xuống cho anh em, thì nó sẽ không có con thức tỉnh cho mọi người, thì nó hơi bị thiệt thòi cho mọi người nha. Đây, nó không có kỹ năng thức tỉnh. Kỹ năng thức tỉnh nó sẽ cộng cho anh em thêm miếng nữa. Miếng sát thương này, né tránh phản công nó cũng rất là ngon nha. Nên là bây giờ đa số không ai chơi theo kiểu mà xài đồng hành xanh nữa, nên là anh em cố gắng xài tím và cam luôn cho mình nha. Nhưng mà ở đây vì mình hướng dẫn mọi người thì mình phải hướng dẫn tổng quát để cho anh em có thể cái nhìn ok hơn nha. Đi sau mình sẽ làm những môn phái khác, mình sẽ làm đều những môn phái luôn để cho anh em có cái nhìn tốt hơn. Và để chơi sale mới này, sale cũ anh em sẽ có cái động lực để anh em tiếp nối cái đam mê nha. Thì mình xin kết thúc video đây. Thì nếu anh em thấy video hay quýt, đừng quên like, subscribe kênh cũng như ủng hộ cái dịch vụ như nạp thẻ này, bán kim long, thu quý linh và trung gian đóng tin của mình nha. Chào mọi người, hẹn mọi người trong video kỳ sau. Chào mọi người.